Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn và sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, phiên rớt điểm mạnh vào cuối tuần qua của Phú Quốc đã kéo theo một phiên đỏ sàn của thị trường chứng khoán châu Á đầu tuần này. Nguyên nhân cũng xuất phát từ lo ngại là Fed sẽ sớm tăng lãi suất, Triều Tiên thử hạt nhân và tâm lý thận trọng trước hàng loạt các số liệu sắp sửa được công bố trong tuần này. Các phiên giao dịch ngày 12 tháng 9, các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc đều đỏ sàn. Dẫn đà giảm điểm của thị trường chứng khoán Úc là nhóm năng lượng với mức giảm tới 3%, nhóm nguyên vật liệu giảm 3,2%, còn nhóm tài chính giảm 2%. Thị trường Hàn Quốc chịu áp lực từ các mã blue chips mà điển hình là Samsung. Cổ phiếu đại gia công nghệ này giảm mạnh tới 7%, nối tiếp scandal nổ Galaxy Note 7. Hàng loạt các hãng hàng không cấm cửa siêu phẩm mới ra mắt này. Thị trường đang bước vào xu hướng đi xuống giữa lúc không có động thái hỗ trợ nào từ các ngân hàng trung ương. ECB không nới lỏng gói QE như các nhà đầu tư mong đợi. Fed có thể sắp sửa nâng lãi suất tại kỳ họp tháng 9. Căng thẳng địa chính trị bán đảo Liên Triều gia tăng sau khi Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân thành công. Giá dầu thị trường châu Á giảm 2%. Và trong tuần này, hàng loạt số liệu nền kinh tế Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, v.v. sẽ được công bố. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước những thông tin này. Vào hôm 11 tháng 9 vừa qua, thì hàng ngàn người đã tập trung tại thành phố New York, thủ đô Washington và thị trấn Sharpsville của Pennsylvania để tưởng niệm sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tại thành phố New York, lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11 tháng 9 diễn ra tại đài tưởng niệm 11 tháng 9. Trong suốt 15 năm qua, cứ mỗi năm vào ngày này, người dân thành phố đều tụ tập để nghe xướng tên những nạn nhân trong vụ khủng bố trung tâm thương mại năm 2001 và cả vụ đánh bom tại đây vào năm 1993. Tiếng chuông hy vọng ở nhà thờ St. Paul vang lên vào đúng giây phút chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp Bắc của trung tâm thương mại. Cả thành phố dành những phút mặc niệm vào từng khoảnh khắc của sự kiện. 8 giờ 46 phút sáng giờ địa phương, chuyến bay 11 của hãng American Airlines đâm vào tháp Bắc của trung tâm thương mại. 9 giờ 3 phút chuyến bay 175 của hãng United Airlines đâm vào tháp Bắc. 9 giờ 37 phút chuyến bay 77 của hãng American Airlines đâm vào lầu Năm Góc. Và vào lúc 10 giờ 3 phút, chuyến bay 93 của hãng United đã rơi xuống Sharpsville, Pennsylvania. Đã 15 năm trôi qua, nhưng nỗi ám ảnh về sự kiện vẫn còn chưa nguôi trong lòng người nhà của các nạn nhân. Tôi bay từ London sang đây vì em trai tôi đã mất ở đây. Đến giờ nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy rất khó chấp nhận sự thật này. Cả nhà chúng tôi đến đây để tưởng niệm người dì quá cố. Đã 15 năm trôi qua, nhưng tôi thấy dường như vẫn chưa có gì thay đổi cả. Tổng thống Barack Obama chủ trì lễ tưởng niệm tại Lầu Năm Góc. Tại buổi tưởng niệm, ông đã chia sẻ với người thân của các nạn nhân. Đây là sự kiện mà họ sẽ không bao giờ quên được. Chúng ta ghi nhớ và sẽ không bao giờ quên gần 3.000 sinh mạng đã bị giết hại một cách tàn nhẫn. Chúng ta cùng có mặt tại đây để cầu nguyện và tạ ơn vì sức mạnh đã giúp chúng ta vượt qua 15 năm. 15 năm qua, cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, đặc biệt là nhóm Hồi giáo cực đoan, ngày một căng thẳng hơn. 15 năm kể từ vụ tấn công, mối nguy hại ngày một tăng dần. Khi sức phòng vệ của chúng ta càng mạnh hơn, các nhóm khủng bố thường tập trung vào những mục tiêu nhỏ hơn, nhưng mức độ thiệt hại lại nặng hơn và tạo ra thù hằn để người dân ở các nước của họ ngày càng thực hiện nhiều vụ bạo lực hơn. Sự kiện 11 tháng 9 đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 340 lính cứu hỏa và 60 nhân viên cảnh sát đã hy sinh. Osama Bin Laden, người đứng đầu cuộc tấn công này, đã bị lực lượng quân sự Mỹ tiêu diệt trong một cuộc tập kích bất ngờ vào năm 2011 sau 10 năm ẩn náu. Thưa quý vị, tờ Reuters đưa tin là hãng phát hành thẻ lớn thứ hai thế giới là Mastercard đang bị kiện ở Anh do cáo buộc áp phí cao đối với giao dịch thẻ. Đây được coi là vụ kiện đòi bồi thường với giá trị lớn nhất ở quốc gia này từ trước đến nay. Luật sư Walter Merrick, từng đứng đầu Financial Ombudsman Service, cơ quan thuộc chính phủ Anh chuyên giải quyết tranh cãi giữa các thiết chế dịch vụ tài chính và khách hàng, kiện Mastercard cáo buộc Mastercard áp phí quá cao đối với giao dịch thanh toán thẻ. Trong đơn kiện 600 trang nộp lên tòa án London, ông Merrick cáo buộc Mastercard từ năm 1992 đến năm 2008 đã tính phí lên đến hơn 1% giá trị giao dịch mỗi khi khách hàng thanh toán thẻ. Phí này không áp trực tiếp lên người dùng, nhưng nhằm vào bên bán, khiến họ phải tăng giá và khách hàng vẫn là bên chịu thiệt cuối cùng. Theo Reuters, thì nếu Mastercard thua kiện, thì sẽ có khoảng 46 triệu người Anh đang sử dụng Mastercard được nhận 14 tỷ bảng Anh tiền bồi thường, tương đương 19 tỷ đô la Mỹ. Đây là tiền bồi thường cho việc áp dụng mức phí sử dụng thẻ sai luật. Mastercard phủ nhận mọi cáo buộc về việc này.
Các nguồn tin từ tòa án cho biết, nếu Mastercard và đại diện nguyên đơn không dàn xếp được với nhau, thì phiên xử đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào năm 2018. Vào cuối tuần qua, thì hàng ngàn người đã xuống đường ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để yêu cầu chính quyền các địa phương ban hành lệnh cấm đấu bò tại nước này. Đấu bò là một lễ hội có tuổi đời hàng thế kỷ, tuy nhiên cũng là một hoạt động gây nhiều tranh cãi tại nước này. Dòng người biểu tình yêu cầu nhà chức trách ban hành lệnh cấm đấu bò và một số lễ hội khác có đuổi bắt hoặc giết chết động vật tại Tây Ban Nha. Những người biểu tình cho rằng đấu bò là một hoạt động tàn nhẫn đối với động vật. Họ mang trên tay biểu ngữ, đấu bò không phải là nét truyền thống, nó là sự giết chóc và mong muốn lan truyền thông điệp bảo vệ động vật đến với cộng đồng. Tôi hoàn toàn không ủng hộ những hoạt động giết chóc động vật chỉ để mua vui, đồng ý rằng đó là nét truyền thống quốc gia, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn những lễ hội văn hóa khác tươi đẹp hơn và những loại hình tàn bạo như thế này. Trong một khảo sát được công bố gần đây do Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới công bố, hiện nay chỉ có 19% người dân trưởng thành tại Tây Ban Nha ủng hộ lễ hội đấu bò, trong khi con số phản đối lại lên đến 58%. Ngay cả nội bộ chính trường Tây Ban Nha cũng đã có sự chia rẽ trước quyết định nên hay không nên cấm đấu bò. Trong khi chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân PP chính thức tuyên bố ủng hộ, xem đấu bò như một tài sản văn hóa và một hình thức kiếm tiền cho cộng đồng từ năm 2013, thì một số nơi như vùng tự trị Catalan đã ban hành lệnh cấm những loại hình lễ hội này từ năm 2011. Thủ đô Madrid nơi diễn ra cuộc biểu tình cũng đã rút hết mọi nguồn trợ cấp cho các trung tâm huấn luyện đấu bò từ năm ngoái.